Các cuộc tấn công mới của Nga và Ukraine đã khiến các nước phương Tây bắt tay vào hành động và tăng cường hỗ trợ mọi mặt cho Kiev. Với sự dẫn đầu của Anh, một số nước phương Tây ủng hộ Ukraine hiện cho phép nước này sử dụng các vũ khí họ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga, giúp Kiev tăng cường khả năng trên chiến trường với hy vọng có thể ngăn chặn cuộc tấn công của Nga vào Kharkov. Có một thực tế là Ukraine đang tập hợp động lực theo những cách khác có thể cho phép nước này bảo vệ độc lập đạt được những kết quả có lợi trong cuộc xung đột và bước vào một chương trình tái thiết có liên hệ chặt chẽ với cộng đồng châu Âu Đại Tây Dương. Nhìn chung, phương Tây cuối cùng đã hành động để thực hiện tuyên bố hỗ trợ Ukraine lâu nhất có thể, cung cấp cho Kiev hỗ trợ kinh tế đáng kể cũng như các vũ khí, thỏa thuận an ninh và quyền tự do chỉ huy trên chiến trường. Politico cho rằng triển vọng của Ukraine tốt hơn so với thời điểm đầu năm 2023. Cho tới nay, Ukraine vẫn duy trì được nền kinh tế vĩ mô và sự ổn định tài chính, bất chấp tác động của cuộc xung đột. Sau khi tăng trưởng kinh tế giảm 29,1% vào năm 2022, nền kinh tế Ukraine đã tăng 5% vào năm 2023, nhanh hơn các nền kinh tế lớn khác của châu Âu và mức tăng trưởng này dự kiến sẽ tiếp tục trong 3 đến nhiều năm nữa. Hơn nữa, hiện Ukraine đã được chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn tái thiết thời hậu chiến. Đợt ủng hộ mới từ các nước phương Tây đã bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái, khi Hội đồng châu Âu nhất trí mở các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU. Xong, con đường trở thành thành viên EU của Ukraine có lẽ vẫn còn nhiều thách thức. Chẳng hạn, Ukraine sẽ cần đạt tiến triển trong việc minh bạch, chống tham nhũng và những cải cách pháp luật. Trong cùng tháng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép Bộ Tài chính quyền trừng phạt các ngân hàng đã tạo điều kiện cho các giao dịch hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga. Biện pháp này kể từ đó đã cản trở các giao dịch và thanh toán quốc tế của Moscow, cũng như khiến một số ngân hàng cắt đứt quan hệ với nước này. Sau đó, vào tháng 2 năm 2024, EU đã thông qua gói trợ cấp và cho vay trị giá 54 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm, huy động 10 tỷ đô la Mỹ từ gói này trong một khung đầu tư nhằm thu hút 43 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ tài chính bổ sung, nâng tổng giá trị của gói ngân sách lên gần 100 tỷ đô la Mỹ. Để so sánh, thì toàn bộ GDP của Ukraine trong năm 2022 là 160,5 tỷ đô la Mỹ. Cuối cùng, vào tháng 4 năm 2024, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sau nhiều tháng trì hoãn với khoảng 50 tỷ đô la Mỹ liên quan đến quân sự và hơn 11 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ kinh tế. Đáng chú ý, về mặt quân sự, mục 505 của đạo luật mới này yêu cầu chuyển giao tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine. Mỹ đã âm thầm chuyển một số tên lửa cho Ukraine trước đó, giúp Kiev tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ vào các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea, cũng như tấn công sâu vào các vùng lãnh thổ Nga sắp nhập ở phía đông Ukraine. Hiện nay, việc cung cấp đã diễn ra công khai. Ngoài ra, Mỹ cũng thông qua đạo luật Repo tạo điều kiện tịch thu các tài sản của Nga để thay đổi lại mục đích của chúng và chuyển cho Ukraine. Mặc dù lượng tài sản được giữ ở Mỹ chỉ có giá trị từ 5 đến 8 tỷ đô la Mỹ, nhưng luật này đã thúc đẩy anh và các nước châu Âu khác hành động tương tự. Việc tịch thu những tài sản này sẽ không diễn ra nhanh chóng, trong khi hội đồng nghị viện của Ủy hội châu Âu đã nhất trí việc tịch thu các tài sản trên thì các bên khác vẫn còn do dự. Ngân hàng Trung ương châu Âu và một số nước đã phản đối việc tịch thu này do lo ngại tác động mạnh mẽ đối với nhu cầu đồng euro ở nước ngoài cũng như đánh giá về tính an toàn của tiền gửi tại hệ thống ngân hàng châu Âu. Tuy nhiên, nhu cầu tịch thu các tài sản của Nga ở nước ngoài có lẽ sẽ tăng lên khi cái giá của xung đột ngày càng lớn. G7 tuyên bố Nga phải trả cho những tổn thất mà xung đột gây ra. Tổn thất này ước tính là 152 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, trong khi khoản tiền tái thiết và khôi phục ở Ukraine trong 10 năm có thể lên tới 486 tỷ đô la Mỹ. Sự ủng hộ đối với Ukraine cũng tăng lên theo những cách khác nhau. Hơn 30 nước hiện nhất trí đàm phán các thỏa thuận an ninh song phương với Kiev. Trong đó ít nhất 9 thỏa thuận đã được ký kết và việc đàm phán với Mỹ đang diễn ra. Tuy nhiên, thậm chí với sự hỗ trợ này, Ukraine vẫn gặp rủi ro lớn. Nước này đang cần được hỗ trợ từ hệ thống phòng không và có nhiều việc cần làm liên quan đến huy động, huấn luyện cũng như trang thiết bị cho hàng chục binh lính. Trước hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về hòa bình Ukraine, Kiev cho biết họ muốn Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh lần hai để tiếp nhận lộ trình đã được quốc tế thống nhất nhằm chấm dứt xung đột. Moscow tuyên bố không quan tâm đến hội nghị sẽ diễn ra cuối tuần này, trong khi Ukraine muốn đạt được một số kết quả cụ thể từ hội nghị để tiến tới thượng đỉnh lần hai. Ông Andriy Jermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, kinh nghiệm tồi tệ từ các cuộc đàm phán trước đây với Nga trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022 cho thấy cần phải chấm dứt xung đột trên nền tảng được quốc tế ủng hộ ngay từ đầu, dựa trên luật pháp quốc tế. Quan chức này cho rằng, quan điểm được 100 quốc gia trở lên từ mọi châu lục ủng hộ sẽ là một kế hoạch thực sự và sẽ rất khó bác bỏ. Hơn 160 quốc gia và tổ chức quốc tế được Thụy Sĩ mời tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại khu phức hợp nghỉ dưỡng Boggestock. Đến nay, có hơn 90 quốc gia và tổ chức xác nhận tham gia. Khoảng một nửa trong số đó sẽ cử nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ và khoảng một nửa đến từ châu Âu ngày 10 tháng 6, Tổng thống Thụy Sĩ cho biết mục tiêu của hội nghị là tìm ra con đường hướng tới nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài cho Ukraine dựa trên luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Hội nghị cũng sẽ đề cập đến quyền tự do hàng hải ở Biển Đen và tù nhân chiến tranh. Chúng tôi nghĩ rằng nó đã thành công vì có số lượng lớn các quốc gia từ khắp châu lục đến tham dự, ông Jermak nói. Trong số những nước gần gũi với Nga, Trung Quốc không dự hội nghị, còn Brazil và Nam Phi cũng có khả năng vắng mặt chúng tôi sẵn sàng lắng nghe lập trường của Trung Quốc. Ông Jemak nói và khẳng định việc Trung Quốc tham gia vào quá trình này rất quan trọng. Nga đang tiến công ở phía đông Ukraine và tiến vào một thị trấn quan trọng ở khu vực Donetsk, giữa bối cảnh Moscow tuyên bố giành được một số vùng lãnh thổ dọc hàng trăm km tiền tuyến. Các bản đồ chiến trường do Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ công bố cho thấy, Nga đã giành được lãnh thổ tại một số điểm dọc tiền tuyến Donetsk trong những ngày gần đây. Đầu tháng này, một đoạn video cho thấy Moscow đã tiến vào phía đông thị trấn Chasovya của Ukraine và tiến về phía nam của khu vực. Quân đội Ukraine đánh giá Nga sẽ cố gắng giành được Chasovya, một thị trấn quan trọng trong phòng tuyến của Ukraine ở Donetsk. Chasovya nằm ở phía tây Bắc Mút, thị trấn Nga kiểm soát trong hơn một năm nay. Một bản đồ được trang Deep State của Ukraine công bố cũng cho thấy Nga đã kiểm soát được làng Ivanivske ở phía đông nam Chasovya. Tuy nhiên, Trung tá Naya Volosin, người phát ngôn lực lượng Ukraine hoạt động quanh Chasovia nhận định với truyền thông nước này ngày 11 tháng 6 rằng Nga vẫn chưa kiểm soát được ngôi làng. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cùng ngày cho biết có ba cuộc giao tranh diễn ra quanh Chasovia và làng Klik Chivka ở phía nam Ivanivska. Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết, xa hơn về phía nam, Moscow đã giành được một số thành quả ở phía tây bắc và tây nam Abzivka. Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 6 cũng thông báo các lực lượng của nước này đã giành được Sinkipka, một ngôi làng ở đông bắc khu vực Kharkov. Nga đã tiến hành cuộc tấn công mới vào Kharkov đầu tháng 5, nhưng Ukraine cũng ghi nhận những nỗ lực tăng cường của Moscow nhằm giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía nam Donetsk. Kiev cho biết Nga hy vọng sẽ kéo căng các nguồn lực của Ukraine để tiến công ở phía tây Donetsk. Các bản đồ Deep State cho thấy quân đội Nga đã tiến gần Sinkipka, di chuyển từ phía bắc và phía đông các lực lượng của Moscow đã kiểm soát được Mia Soyaripka, một ngôi làng ở phía đông khu vực Lugansk. Cuộc tấn công mới nhất của Nga nhằm vào M1 Abram đã nâng tổng số xe tăng loại này bị phá hủy ở Ukraine ít nhất 10 chiếc, 1 phần 3 tổng số xe tăng mà Mỹ đã cung cấp cho Kiev. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội hôm ngày 10 tháng 6 cho thấy, lực lượng Nga đã phá hủy thêm một chiếc xe tăng M1 Abram khác do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Chiếc xe tăng bị tấn công bằng ít nhất hai máy bay không người lái tự sát. Xe tăng M1 Abram di chuyển vào ban đêm trên một con đường tại một địa điểm không được tiết lộ. Chiếc xe tăng bị một UAV giám sát theo dõi và bị một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất tấn công ở phía trước, khiến kiếp chiến đấu phải rời bỏ phương tiện. Chiếc xe tăng sau đó bị một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất khác mang đầu đạn RBG nhắm mục tiêu vào sáng hôm sau, đánh trúng phía sau tháp pháo. Hình ảnh do một chiếc UAV khác ghi lại cho thấy đòn tấn công khiến xe tăng bốc cháy. Cuộc tấn công mới nhất của Nga nhằm vào M1 Abram, nâng tổng số xe tăng loại này bị phá hủy ở Ukraine ít nhất 10 chiếc, một phần ba tổng số xe tăng mà Mỹ đã cung cấp cho Kiev.